người ta đói trần gian này cô bác đem lại hộp cơm. Đó là công đức vô lượng, và ăn chay thì lúc con bỏ xác thì hậu quan nó chiếu nè, người thân mình thấy hết trơn. Còn lúc mình làm ác mình chết nên nó đem thù vậy. Ông Tư nói nè, thôi con ơi, bây giờ tu dài lâu lắm, chỉ nghe lời Tư thôi, sáu chữ gì nè. Như chị thì thường thường là khi mà mỗi lần có phần căng về cho chị đó, rồi chị nói là mắc cỡ với xui gia bạn bè anh em là mắc cỡ gần chết luôn. Họ nói gì nè, cô Huyền ơi, ông Lục Tổ ơi, đừng theo con. Cái xác con đâu muốn đó bà con ơi, già rồi, có xui có già, con mình đã lớn rồi, không biết mắc cỡ đâu, tại vì mình muốn cũng đâu được. Đâu ai muốn khùng mà đi ra đời hát hò người ta cười chê đâu. Mà sau này cô bác nhớ đi, Cụ Huyền nào có tu đắc đạo rồi thì mượn cái xác này sớm, còn sau này Cụ Huyền mấy người có tu đắc đạo cùng trở về như tôi thôi, ai muốn được. 80 tuổi còn chưa gọi mà lành nữa kìa, đừng ai cười ai hết thế gian ơi, ráng lo xử nghiền cái tâm mình đi. Tốt đi thì sẽ thấy quyền ghi của mẹ cho, chứ đừng thấy thế gian là ai cũng như mình mà ai cũng khùng như mình là không có đâu nha. Khùng của tiên của Phật. Nói chung cái màn này không có xử ai hết mà để cho tự Cụ Huyền xử nha, chính sái đại càng xử chứ không ai xử. Gà giùm em đi thấy mạnh quá, sức vàng luôn. Con gái cho đó, con gái mua cho mẹ đeo đó, sao nó không lấy luôn ta, sức bung luôn à, bung mà để gì đó ấy là. Màn này là màn Cụ Huyền các tổ là đưa ra xác là dứt đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy dòng lặng luôn. Vậy ra giỏ không có gãy luôn. Ra giỏ mà. Nhiều khi lắm lúc tôi đâu muốn tôi là người điên, tôi là muốn cho mình là người tỉnh, mà tôi đâu có làm được, tôi đâu kiềm chế được bản thân của tôi chưa biết tôi là ai, thì họ biết tôi là ai. Thì đừng nên cô bác, sau này cái quyền duy trong năm mèo này cô bác biết Cụ Huyền sẽ về thì cô bác cũng như tôi thôi, chứ không phải hơn ai. Thì cái màn này là sao, ba mẹ nói là con ơi ráng tu để gì, cứu bản thân mình. Hồi đó giờ mình cực khổ ăn chơi cái gì mình cũng biết thế gian này rồi, sao con đường tu mình không trở về, mình tiếc cái điểm đó, mình lại trở về cái điểm đó để sao, để cứu bản thân mình, để mình cứu tổ tông ông bà mình, chứ đâu hãy cứu cho ai, cứu bản thân mình trước đi, để mình nhờ mình được cái gì thì mình chia sẻ cho gia đình mình. Còn đi xanh sọ làm gì, ai cũng có hết, sau này ai cũng có quyền gì hết, chứ không phải ai không có. Chính bản thân tôi khùng cũng có, mà ngâm dưới sông 6 năm chờ ngày đêm mà cũng có chết đâu. À, cô bác thấy đi, cái xác nó có 32 kg chứ nhiều. Được cái gì mà thấy mạnh không? Không có đào, không có bệnh, không có tốn tiền thuốc. Tại sao? Niệm Phật. Còn cô bác nhiều tiền quá, cô bác không muốn xả mà cô bác không biết niệm Phật, biết sanh si, biết khi dễ người, thì cô bác, cái nghiệp cô bác đi bệnh hoài. Thì cô bác muốn giống như tôi, ráng niệm Phật. Phật chấm xác, không chấm xác đâu nha, chấm tâm chứ không chấm xác. Chứ ai muốn khùng, hỏi cô bác thế gian ai muốn khùng. Ở đây của có, vàng có, già có, giàu có, xe gì cũng có. Ha, chứ ai muốn khùng. Mà sao mất đi, cô bác suy nghĩ đi. Giàu có, đâu phải là nghèo. Xe có 4 chiếc, 5 chiếc, tôi đâu có muốn khùng đâu. Mà con tôi là đẹp đúng không, gái không à, tôi đâu muốn đâu. Tôi có không muốn được không, thì bắt buộc tôi phải như vậy. Thì xin cô bác cũng thông cảm giùm, ai cũng là như vậy thôi, ai cũng muốn chỉ diện cho ai, muốn nhùng người chúng sinh, ai muốn cho thế gian cười mình, mà muốn được không cô bác, kìm được bản thân mình không. Chừng nào mà cô bác có như tôi mà kìm được bản thân, tôi đi đầu bằng gói cho cô bác biết, không ai kìm được.
Tới lúc thậm chí cởi đồ ra chưa biết mình là ai nữa. Buông ra cái xác rồi người ta cười mình mới biết mất cỡ. Tới thậm chí vô di rồi không biết mất cỡ. Thậm chí mình chết mình còn chưa biết mình là ai nữa. Chết đó đó. Ta khiên về cũng kêu biết mình chết nữa. Thì xin cô bác Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát Cha Trời Mẹ Đất. Cảm ứng chứng minh. Ngày nay nói toàn thế giới biết. Đừng cái về tâm linh thì đừng nên phán xét người ta. Mình phải có cặp mắt, phải nhìn. Sau này phần cổ của ai cũng vẫn có hết. Thì đừng nên kinh bỉ người ta. Tôi chỉ xin bao nhiêu đó thôi. Thì cô bác nên học cái nào tốt thì học, cái nào xấu nên bỏ. Tại sao? Để còn mình còn lại sức khỏe lên. Sức khỏe để làm gì? Để mình cứu lấy cụ hiền mình. Ráng làm hiền lãnh dữ để cứu cụ quyền mình. Đâu phải cụ quyền ai tu hết đâu. Cụ quyền mình bảy đời chính kiếp. Bây giờ bảy người đó mà cứu, tu được có bốn người, còn ba người đó còn đọa đài. Thì trong ba người đó mình ráng tu tịnh, cứu ba người đó về được tiên Phật. Thì cụ quyền mình mới trở là cứu bản thân mình. Chứ đâu ai cứu hết được đâu. Người tu cụ quyền bảy, tu được bốn, còn ba còn nội trợ địa ngục mình với đó. Để cho mình gắn tu, cái màn này mới cho mình sửa nè. Để mình niệm Phật, mình cứu cụ quyền mình. Hiểu không? Trước nhất mình cứu mình trước đi. Mình được chẩn thì mình mới cứu cụ quyền mình mới vui. Thì cụ quyền mình trở về nè. Trên Phật như nè, đưa về Phật. Đưa về Phật như nè. Thì cụ quyền mình trở về, cứu mình à. Cứu là cả gia đạo mình đó, phải là cứu bản thân mình. Chứ đâu phải ờ, cô bác nói ờ, tu tu được cái gì? Không, quyền duy rất hay nghe cô bác. Quyền duy cô bác chưa thấy, chừng nào cô biết, cô biết quyền duy. Nè, bản thân tôi ngồi đây tôi biết tôi ngày mai tôi chết. Đó, đâu biết được. Thì gán có niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy, Nam Mô Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu cô bác nào bệnh, niệm được 10 tiếng Phật, Phật sẽ cứu cô bác liền. Không chạy đường nào thoát đâu, mà cấp đó cô bác có đọc được không? Cúp lúc đó quá. Cô bác có đọc được tiếng nào không? Ba câu chưa được mà đọc được tiếng mừng tiếng Phật. Hiện bây giờ người phạm mình thôi. Đau nè mệt quá. Thôi cần ta trả bằng trăm triệu. Thôi để thi thôi đi. Có ham không? Yeah. Tự nghĩ bản thân mình người phạm chỉ bệnh mệt thôi. Thôi để thi thôi đi. Chúng ta thôi tỉnh ta phẹ ta đếm. Còn bình thường phẹ nha. Đôi này đếm sợ mắt. Tấm nào cũng sợ mắt. Đếm liền kia sợ mắt. Lúc đau thôi mà thi thi thôi đi. Đâu có cần đâu. Đó còn ham cái gì nữa. Thế gian này còn ham gì đúng không? Yeah. Thì tôi nói đúng không? Hiện bây giờ mình chưa chết đó. Chỉ là mình mệt mỏi thôi đó. Tao cảm mức gứt rồi. Mà tao đưa tiền còn không ham nữa. Còn tỉnh nha. Đếm sợ mắt tiền. Phải đếm liền. Còn lúc đau mày mắc nhiêu mắc kệ mày thấy thế đó đi. Không quan tâm. Thì bây giờ thế gian này còn ham cái gì nữa. Thôi bây giờ trở về con đường thực Phật đi. Ráng niệm Phật ăn chay làm hiện lãnh dữ. Còn cái gì? Để cứu dân cho thật xăng mình nhẹ thôi. Tại hồi đó tới giờ mình vì con vì chồng. Mình đã dốc lao. Tận sanh học nhai ra để kiếm nuôi con. Được trưởng thành thì ngày hôm nay con mình đã lớn rồi. Thì mình trở lời phận của mình để kiếm tiền xe về xứ cô bác. Kiếm tiền xe về xứ cô bác. Kiếm vốn gì xe ư. Chứ bây giờ mình nuôi con mình lớn rồi. Mình nuôi cái gì nữa, mình nuôi vẫn thân mình đi. Ráng liền mà. Niệm trời, niệm Phật. Ráng làm hiền lãnh dữ. Thì mình làm gì? Ngày ra đi. Thì buông bỏ địa ngục ở đâu? Địa ngục là tâm ta. Chứ đó ở đâu? Trước khi người ta nói ở địa ngục sao? Tôi kể cho cô bác điều này ngộ. Trong giấc mơ tôi ngộ. Nói con không phải địa ngục đâu. Con biết niệm Phật. Ăn chay thì lúc con bỏ xác thì hậu quang nó chiếu nè. Người thân mình thấy hết trơn. Còn lúc mình làm ác mình chết nên nó đen thù vậy. Nghe người kêu người thân kêu mà có thấy ai đâu. Đó là địa ngục. Còn mình niệm Phật hậu quang thấy gia đình hết trơn. Trước khi mình ra đi mình thấy gia đình mình sáng thật ra. Đó là về Tây Phương cực lạc nha cô bác. Cô bác ơi, đó là về Tây Phương cực lạc. Chứ không phải địa ngục ở dưới đâu, địa ngục thế gian nè. Chứ đừng họ nói tưởng là địa ngục ở dưới không có đâu. Địa ngục thế gian. Chứ không phải địa ngục ở dưới A Tỳ đâu nha. Nói sao? Mình, con cha, con mẹ. Ai cũng là con cha, con mẹ xuống hết. Mình làm lỗi như thế nào? Mình đài đọa xuống đây. Để cho mình trả nghiệp. Nếu mình làm hiền lắm dữ. Biết ăn trai niệm Phật, biết thương nhân loại. Thì mình bỏ xác thì cha mẹ sẽ rước mình về làm cuộc hồi là cái chức của mình. Còn mà ở ác thì mình đẩy mình xuống địa ngục. Đó là tự mình ăn nha.
xin cô bác chữ năm mèo này thì em cố gắng lên xác này ăn chơi này, thật sự chưa ai quậy bằng cái xác. Mà sao cái xác này sửa biết không, mình đã sửa từ cái tâm mình sửa là sao, mình ăn chơi quá đủ, mình thiếu về chân lý hoặc thì mình thiếu chỗ nào mình lập về chỗ đó là sao, cho xác mình nhẹ nhàng này, cho gia đạo mình được bình yên nè, mình giúp được bá tánh cái nào thì mình mừng cái đó. Đâu phải mình tu mà đỡ chính quả, mà tu mà được thành Phật. Tu là do tâm mình, để cho củ quyền mình vui thôi, chứ đâu phải mình tu để được thành Phật. Chết mình biết mình về đó. Thế gian tu cả ngàn chỉ có mẹ và thiên mới biết mẹ định về hướng nào, chứ không phải tôi bằng áo cà sa, bây giờ tôi cạo đầu tôi bằng áo cà sa gọi tôi như cô mà tâm tôi có tốt không? Thật sự không có đâu nha cô bác. Thế gian này ta đói sao không cho ăn mà đem lại xây tùm lum cho những người chùa hưởng. Còn dân chúng lang thang lưu thư, kẻ ăn xin đầu đần của chợ, sao cô bác không giúp? Mà cô bác đi lợn giúp những người có tiếc. Là cô bác sai nha cô bác. Xin cô bác sai nha cô bác. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cô bác suy nghĩ kỹ. Người ta đói trần gian nè cô bác, đem lại hộp cơm, hộp gạo. Cái đó là công đức vô lượng. Chứ cô bác đừng ham. Tôi lỡ đây chùa, tiền tôi bố thí 500 triệu, 10 triệu, 50 triệu, 100 triệu. Không có. Tôi có tâm lọc một chén gạo, thật chứng tôi tâm tôi. Xin cô bác thế giới cỡ đồng này luôn, mạng tư nước trong nước ngoài. Xin nghe lời có câu nói, thầy nói. Tâm đâu, Phật tại tâm. Chứ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên nơi núi. Củ quyền cha mẹ mình bằng thờ gắn cúng lại đi, sám hối đi thì sẽ thấy quyền ghi. Chứ đi lại đi chùa đi lại ra đường cái tâm không sửa vậy đó là mình có lỗi nhiều với củ quyền mình lắm đó nha cô bác. Mình sửa tâm mình trước đi, mình sửa tâm được là đi đường đạo đặt là vậy. Nói sao không nói tiếng Phật bây giờ nói ông Tư nói nè, thôi con ơi bây giờ tu dài lâu lắm, chỉ nghe lời Tư thôi. Sáu chữ gì là nhưng các là dễ mà thế gian còn niệm chưa được. Ha ha, Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm chưa được. Đó, mà đọc theo kinh giảng. Dài quá đọc theo được. Bây giờ ngắn gọn là thôi đó. Chỉ là sáu chữ Di Đà mà còn đọc chưa được nữa. Chỉ đọc cái giảng kinh. Chỉ có sao đơn giản như thôi mà thế giới làm không được. Cái lúc cấp lâm nạn á niệm Phật. Phật nào cứu. Hiện bây giờ mình còn thân xác khỏe nè, niệm đi. Ráng niệm đi, gan sám hối với củ quyền mình đi. Thì tự đó mình tự khỏe à. Cái lúc mình mệt quá, hoặc là cứu mình. Còn mình côn đồ, mình còn sanh si, mình còn chửi cha mắng mẹ, mình đi tu làm gì? Tôi nói thế gian đừng dòm cái xác người ta mà mình vi phạm. Đừng nhìn, mình phải có cảm nhận, mình có cái nhạc. Thế vậy thì mình ráng niệm Phật, mình sẽ thấy hồ quang. Mẹ sẽ ban cho nước Hoa Hạ. Sao? Danh tiếng của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Đọc danh mẹ xuống trần thì mẹ sẽ cho nước cam lột. Danh hiệu của mẹ là tới liền, mẹ không bỏ các con. Yêu cầu con của mẹ đọc danh hiệu của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, mẹ tái diễn liền, sẽ cứu con mình liền. Chứ mấy bà chỉ nghe niệm Phật có ba câu sao Phật cứu bà. Thế nên sao tôi niệm Phật hoài không được. Niệm có thành tâm. Vô đây nè cô bác, định vị niệm Phật. Đâu cần ra tiếng niệm Phật mà thì vô định vị cầm. Chứ đâu phải niệm Phật mà ra tiếng đâu. Thật sự cực khổ lắm cô bác ơi. Vô con đường này ăn nè, nhịn đói tới giờ sát thân mười mấy hai chục năm chắc ăn gì mà không chết nè cô bác. Có ăn đâu, ăn gì không, nửa chén cơm có muỗng cơm nè, hỏi đây coi có nửa muỗng cơm mà chán lạnh cái lùa xong đó. Sống hoài ngày tôi uống 20 ly cà phê vẫn bình thường, có chết không đó. Không cần, không cần gì hết, chỉ cần nè lọc thân lọc xác mình biết làm hiền lành chân Phật nè. Tôi ngồi này hai bên thân kìa đang giữ xác nè. Đã biết không, sợ quỷ ma nó vô tá vô nói tầm bậy, nó quýnh gian ra. Chứ không phải nói chuyện nhiều người vô cái phần xác nói chuyện tầm bậy là tà ma nó tá vô nha. Chứ không phải nói chuyện nhiều người lên nếp này. Xin ta lại sai hết tất cả cái màn ba này. Tại vì tôi làm ông đục trổ ông kia tôi. Năm nay lãnh cái cuốn ấn á, là cuốn dở á. Thế đi thế gian này chưa ghi được ai chứ, còn chấm nhắc thôi. Có ai làm đúng không? Sai nha, sai rất nhiều. Mà bây giờ đang sửa đó.
Thì nói sao tôi nói cha này sao hồi đó hung dữ cái này, bây giờ biết về con đường này là nó mua vậy hả? Giảm cái tánh nóng xuống được 7% rồi đó. Chứ có hồi đó chưa ai hơn nữa. Thiệt đó. Mà bây giờ nói thôi. Nếu Nam Mô A Di Phật mẹ Quan Tam Bồ Tát có chuyện với ông Lục Tổ Duy Năng có thư thì xin cấp mà mẹ. Chuyện về cái kinh này phải được nhân quan cho làm theo giúp ích cho đời. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô mẹ Quan Tam Bồ Tát. Rồi